Đã quay trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay tay mình Zalo buổi tối em người nhá. Và ca sĩ Silet nhá mọi người. Và MC Quanh. Anh đang trong từng ngày nhìn em đổi thay. Anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến vậy. Có những nỗi buồn ở đâu chẳng muốn anh muốn. Tại sao một người đây nào tự nhiên cướp lấy em đi bằng cách nào? Duyên nợ mình trả hết cho nhau tại sao? Giọt nước mắt anh rơi hỏi em ơi tại sao? Vì yêu mà anh thấu yêu. Dù em có là gì em chẳng có gì với nhiều. Là tại em của anh lúc đầu. Anh muốn bên em đến lúc ra hơn là muốn. Mình nhìn trong từng ngày nhìn em đổi thay. Anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến vậy. Có những nỗi buồn từ đâu chẳng muốn hết muốn nhứt mất. Tại sao một người đây nào tự nhiên cướp lấy em đi bằng cách nào? Duyên nợ mình trả hết cho nhau tại sao? Giọt nước mắt anh rơi hỏi em ơi tại sao? Vì yêu mà anh thấu yêu. Dù có mất gì thì anh chẳng còn gì vẫn nhiều. Trả lại em của anh lúc đầu. Anh muốn bên em đến lúc em già. Tôi muốn có lời.